Liverpool Golf Fantasy, game giả tưởng đưa người chơi gần với thế giới golf. Game Liverpool Golf Fantasy là một bước đột phá mới trong việc thúc đẩy môn thể thao golf, với mục tiêu hướng đến những người chưa quen thuộc với golf. Game giả tưởng này đã giới hạn độ tuổi cho những người trên 16, và hoàn miễn phí phát hành ở hơn 180 vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Người chơi có cơ hội xây dựng đội của riêng mình từ danh sách các golfer năm 2023 của Liverpool Golf và tham gia vào cuộc cạnh tranh xếp hạng toàn cầu. Trải nghiệm golf mới từ Liverpool Golf. Liverpool Golf Fantasy không chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí, mà còn là một công cụ giúp người mới tiếp cận và hiểu rõ hơn về môn thể thao golf. Greg Norman, giám đốc điều hành Liverpool Golf, cho biết game này là một phần quan trọng trong việc giới thiệu golf đến các đối tượng mới. Game cho phép người chơi tạo đội hình tưởng tượng từ những ngôi sao lớn của Liverpool Golf và thực hiện các cuộc thi đấu đồng đội. Cách chơi Liverpool Golf Fantasy. Người chơi bắt đầu game bằng cách chọn một đội trưởng và 3 thành viên, cùng với một golfer dự bị từ danh sách của Liverpool Golf. Sau đó, họ sẽ lựa chọn một trong 12 đội của Liverpool Golf để hoàn thành quá trình tạo đội hình. Đội hình ban đầu mà người chơi chọn sẽ tham gia vòng khai mạc của mỗi giải đấu trong game. Tính điểm và thành tích. Điểm số của người chơi được tính dựa trên thành tích của đội trong từng vòng đấu. Ví dụ, nếu người chơi đạt thành tích -6 gậy trong một vòng đấu, họ sẽ nhận được 6 điểm. Thông qua việc điều chỉnh đội hình và theo dõi thành tích thực tế của đội Liverpool Golf, người chơi có thể thể hiện sự tài năng và chiến lược của mình trong game. Liverpool Golf Fantasy đã tạo ra một sự kết nối thú vị giữa người chơi và thế giới golf, mở ra cơ hội thú vị để tìm hiểu và tham gia vào môn thể thao đầy thách thức này.